Tôi là một nhà vật lý vũ trụ học, nhưng đồng thời cũng là một kẻ mơ mộng. Dù không thể đi lại và phải giao tiếp với thế giới qua một máy tính nối tới não bộ, nhưng trong tâm trí thì tôi hoàn toàn tự do. Tôi tự do để khám phá những bí ẩn sâu xa nhất của vũ trụ và tìm cách trả lời câu hỏi rằng có phải Chúa đã tạo ra vũ trụ hay không? Từ những vì sao sát cạnh tới những thiên hà xa xôi, khám phá khoa học đưa chúng ta vào hành trình qua các định luật tự nhiên. Ở đó, ta sẽ tìm được bí ẩn cổ xưa về sự hình thành của vũ trụ và cách mà nó vận hành. Đó là những gì mà thiên tài, nhà khoa học vĩ đại Stephen Hawking đã chia sẻ, và ông luôn tự hào về nó. Có thể nói, Hawking là người đầu tiên và duy nhất tính tới hiện tại tiến gần đến với sự thật về Chúa nhất mà ta từng biết. Ông đã thể hiện nó qua những nghiên cứu, những tuyên bố hay quan điểm cá nhân rất khoa học của mình trong suốt cuộc đời. Nó gần như đã vẽ ra một bức tranh đầy đủ về vũ trụ theo cách hợp lý nhất. Hãy cùng ngắm nhìn bản phác thảo vĩ đại của một trong những nhà khoa học lỗi lạc nhất lịch sử nhân loại và tự tìm cho mình câu trả lời rằng Chúa có tạo ra vũ trụ hay không? Và ai đã tạo ra Chúa? Một lượt like và đăng ký kênh của các bạn sẽ là nguồn động lực to lớn giúp vũ trụ nguyên thủy phát triển trong tương lai. Hãy dành ra một vài giây để ủng hộ những người đã tạo ra video này. Chúng ta sẽ bắt đầu nội dung ngay bây giờ. Chúng ta luôn luôn có một câu hỏi. Một câu hỏi điển hình xuyên suốt dòng thời gian. Đó là ai hay thứ gì đã tạo ra và vận hành cả vũ trụ? Trong quá khứ xa xưa, câu trả lời luôn chỉ có một. Chúa đã tạo ra mọi thứ. Đúng vậy, thế giới này là một nơi đáng sợ. Dù mạnh mẽ như người Viking cũng phải dựa vào các thế lực siêu nhiên để giải thích cho các hiện tượng như sấm sét hay dòng bão. Người Viking có rất nhiều vị thần. Ta có thể kể tới thần sấm sét Thor, thần lừa lọc Loki hay Odin, vị thần tối cao cai quản cửu giới. Nhưng vị thần họ sợ nhất có tên là Skoll, kẻ đã tạo ra sự kiện tự nhiên kinh hoàng mà ngày nay chúng ta gọi là nhật thực. Skoll trong văn hóa Viking mang hình dạng một con sói khổng lồ, hậu duệ của sói Fenrir, một trong những đứa con của Loki. Khi Skoll nuốt mặt trời, cả thế giới sẽ bị bao trùm trong bóng tối. Không cần đến khoa học, ta cũng có thể hình dung khung cảnh hỗn loạn tột cùng khi mặt trời đột nhiên biến mất. Người Viking đã làm theo cách duy nhất mà họ có thể nghĩ ra. Đó là tạo ra âm thanh lớn để đuổi con sói đi, khiến mặt trời xuất hiện trở lại. Họ đã có niềm tin như vậy suốt hàng ngàn năm cho đến bây giờ. Ngày nay chúng ta biết rằng họ chẳng liên quan gì đến việc đó cả. Dù họ có gây ra tiếng động lớn hay không làm gì, thì mặt trời sẽ luôn luôn xuất hiện trở lại. Hóa ra vũ trụ không siêu nhiên hay bí ẩn như chúng ta tưởng. Nhưng để khám phá nó, ta vẫn cần lòng dũng cảm vô biên, dũng cảm hơn cả người Viking. Một người bình thường như bạn và tôi hoàn toàn có thể hiểu được cách mà vũ trụ này hoạt động. Điều này được minh chứng từ khi nền văn minh Hy Lạp cổ đại còn đang phát triển rực rỡ. Khoảng 300 năm trước công nguyên, Aristarchus, triết gia, nhà thiên văn học lừng danh, đã có hứng thú đặc biệt với các hiện tượng thiên văn kỳ lạ. Trong số đó, nguyệt thực là hiện tượng được ông quan tâm nhiều nhất. Ông đã dũng cảm đặt ra câu hỏi rằng có phải nguyệt thực và các hiện tượng khác đều được các vị thần tạo ra hay không? Trước cần bàn đến các khía cạnh khác thì Aristarchus là một nhà khoa học tiên phong thực thụ. Ông đã nghiên cứu bầu trời trong nhiều năm liền bằng cách quan sát và đưa ra một kết luận táo bạo. Nguyệt thực là cái bóng của trái đất khi đi qua mặt trăng, chứ không phải sự kiện thần thánh nào cả. Với phát hiện này, ông có thể khám phá ra những gì thật sự đang diễn ra trên đầu mình và vẽ được biểu đồ cho thấy quan hệ giữa mặt trời, trái đất và mặt trăng. Từ đó, Aristarchus còn rút ra một kết luận đáng kinh ngạc hơn, đi ngược lại hoàn toàn niềm tin của nhân loại lúc bấy giờ. Trái đất không phải trung tâm của vũ trụ như mọi người vẫn tưởng, thay vào đó nó lại quay quanh mặt trời. Như vậy không chỉ nguyệt thực mà nhật thực cũng đã được giải thích. Nhật thực xảy ra khi mà mặt trăng đổ bóng lên trái đất, che khuất đi mặt trời.
tất cả đều là những phát hiện đáng kinh ngạc cho thấy vũ trụ là một cỗ máy được điều khiển bởi nhiều định luật. Con người hoàn toàn có thể hiểu được các định luật này. Tôi tin rằng việc tìm ra các định luật này là thành quả vĩ đại nhất của nhân loại. Các định luật tự nhiên sẽ cho chúng ta biết liệu có cần một vị thần để điều khiển vũ trụ hay không. Nhiều thế kỷ trước, họ tin rằng người khuyết tật như tôi và vô số người khác sống dưới sự nguyền rủa của Chúa. Tôi nghĩ có thể tôi đã làm mất lòng ai đó ở trên kia. Tôi muốn mọi thứ cần phải được giải thích theo cách khác, bằng định luật tự nhiên. Stephen Hawking lại một lần nữa khẳng định mạnh mẽ niềm tin của ông vào tự nhiên. Ông không cần tới các thế lực thần thánh để giải thích bất cứ hiện tượng nào mà ông quan tâm. Chính xác thì định luật tự nhiên là gì? Và định luật tự nhiên mạnh mẽ ra sao? Chúng ta sẽ thấy được điều đó qua môn thể thao vua, bóng đá. Bóng đá được chi phối bởi hai bộ định luật. Một là bộ định luật do con người đặt ra, gọi là luật chơi. Những thứ trong luật chơi bao gồm kích cỡ của sân, chiều cao, chiều rộng của khung thành và điều kiện để xác định cầu thủ phạm lỗi, việt vị, v.v. Các luật đấy có thể thay đổi nếu như những người điều hành môn bóng đá muốn. Một bộ luật khác dành cho trò chơi luôn được cố định và không thể thay đổi. Chúng chi phối quả bóng khi nó lăn trên sân hay bị sút đi. Lực tác động và góc tiếp xúc của chân cầu thủ lên quả bóng sẽ quyết định điều gì sắp xảy ra. Tất cả đều là định luật tự nhiên. Vậy định luật tự nhiên là thứ mô tả các tình huống xảy ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong môn bóng đá, các cầu thủ sẽ làm cho quả bóng đi đến chỗ mà họ muốn bằng cách vận dụng các định luật tự nhiên. Các định luật tự nhiên là bất biến. Chúng không chỉ bất biến trong trường hợp của môn bóng đá, mà còn đúng với chuyển động của các hành tinh trong vũ trụ. Khác với các định luật được tạo ra bởi con người, định luật tự nhiên không bao giờ có thể bị phá vỡ, nên chúng rất mạnh mẽ. Trên quan điểm tôn giáo, nó cũng gây ra nhiều tranh cãi lớn. Bởi nếu bạn và tôi thừa nhận định luật tự nhiên là bất biến, thì vai trò của Chúa là gì trong việc vận hành vũ trụ này? Đây sẽ là một mâu thuẫn lớn giữa khoa học và tôn giáo. Dù cho khoa học mới phát triển vượt bậc khoảng vài trăm năm đổ lại đây, nhưng mâu thuẫn ấy thì lại tồn tại từ rất lâu về trước. Galileo là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho khoa học hiện đại. Ông là một minh chứng hùng hồn cho việc nếu quan sát vũ trụ đủ nhiều, bạn sẽ biết được mọi thứ trên đời. Galileo sinh ngày 15 tháng 2 năm 1564 gần Pisa, nước Ý, và là con của một nhạc sĩ. Ban đầu ông theo học ngành y tại đại học Pisa, nhưng sau đó đã đổi sang triết học và toán học. Năm 1589, Galileo trở thành giáo sư toán học tại Pisa. Tới năm 1592, ông lại chuyển sang làm giáo sư toán tại Đại học Padua và giữ vị trí này cho đến năm 1610. Trong thời gian đó, ông đã thực hiện nhiều thí nghiệm, bao gồm thí nghiệm về tốc độ rời của các vật thể khác nhau, cơ học và con lắc. Năm 1609, Galileo nghe về phát minh kính viễn vọng ở Hà Lan. Mặc dù không được nhìn thấy bản mẫu, song ông đã tự phát triển một phiên bản ưu việt và thực hiện nhiều khám phá thiên văn. Đó là khám phá về những dãy núi và thung lũng trên bề mặt của mặt trăng, các vệt đen mặt trời, bốn mặt trăng lớn nhất của sao Mộc và các pha của sao Kim. Thành tựu của ông về thiên văn học đã khiến Galileo trở nên nổi tiếng và được bổ nhiệm làm nhà toán học của triều đình ở Florence. Nhưng cũng chính vì những phát hiện ấy mà Galileo bị buộc tội dị giáo vì ủng hộ thuyết nhật tâm của Ponesius, tức là cho rằng mặt trời là trung tâm của vũ trụ. Điều này mang tính cách mạng vào thời điểm đó, khi hầu hết mọi người tin rằng trái đất mới là trung tâm của hệ mặt trời. Galileo bị nhà thờ cấm giảng dạy hoặc tuyên truyền thuyết này đến với công chúng. Không lâu sau, Galileo bị kết tội dị giáo sau khi cuốn sách của ông, tạm dịch là Đối thoại về hai hệ thống thế giới chính, được xuất bản. Cuốn sách đã đưa ra các lập luận ủng hộ và phản đối lý thuyết của Copernicus dưới hình thức một cuộc thảo luận giữa hai người. Galileo đã bị triệu tập đến tòa án Rome. Ông bị kết tội và nhận án tù chung thân. Sau đó được giảm xuống quản thúc vĩnh viễn tại gia ở biệt thự của ông tại Assisi, phía nam Florence. Bên cạnh đó, ông cũng bị buộc phải công khai rút lại sự ủng hộ của mình
đối với thuyết nhật tâm của Copernicus. Có thể nói, việc phát hiện và củng cố việc trái đất quay xung quanh mặt trời của Galilei đã tạo ra một cuộc cách mạng tư duy, cởi bỏ hoàn toàn mối liên hệ giữa tôn giáo và khoa học. 300 năm sau đó, ngày càng nhiều hiện tượng tự nhiên được giải thích bởi khoa học, từ động đất, sấm sét, bão lũ, tới cả việc những vì sao phát sáng. Mỗi một hiện tượng tự nhiên được giải thích, vị trí của một vị thần lại bị lung lay. Nếu bạn biết nguyệt thực là do trái đất che lấp mặt trăng, bạn sẽ không còn tin vào thần Skoll như người Viking. Nếu bạn biết sấm sét là do điện tích phóng ra từ các đám mây, bạn cũng không còn tin vào Thor nữa. Khoa học không hề bác bỏ tôn giáo, mà nó chỉ đưa ra phương án giải thích hiện tượng tự nhiên đơn giản hơn tôn giáo. Nhưng rõ ràng là vẫn còn vài bí ẩn ở đó mà chưa hề được giải quyết. Rốt cuộc, cái sự quay của trái đất có phải do bàn tay của Chúa điều khiển hay không? Và cuối cùng là có phải Chúa đã tạo ra vũ trụ hay không? Năm 1985, Stephen Hawking dự hội thảo về vũ trụ học tại Vatican, Rome. Những nhà khoa học nổi tiếng trong các lĩnh vực đã hội tụ cùng sự có mặt của giáo hoàng Phaolô đệ nhị. Rất nhiều người trong số họ nói rằng chúng ta có thể nghiên cứu hoạt động của vũ trụ nhưng không thể tìm ra nguồn gốc của nó vì đó là tác phẩm của Chúa. Bản thân Hawking lại suy nghĩ hoàn toàn khác. Ông tin rằng con người chắc chắn sẽ có cách lý giải được nguồn gốc của vũ trụ bằng khoa học. Tôi không thể không tò mò. Tôi nghĩ rằng đây là nghĩa vụ của các nhà khoa học để biết được vũ trụ này tới từ đâu. Thật may là nó không khó như chúng ta tưởng. Đối với Hawking, vũ trụ tuy phức tạp và rộng lớn, nhưng cũng chỉ được cấu thành từ 3 thành phần chính. Vậy thì 3 thành phần cần có để tạo nên vũ trụ là gì? Đầu tiên là vật chất. Vật chất là những thứ có khối lượng xuất hiện ở mọi nơi xung quanh chúng ta và cả ngoài không gian. Bụi, đá, băng, mây bụi, tất cả đều là vật chất. Thành phần thứ hai có tên là năng lượng. Dù cho nó vô hình, nhưng tất cả chúng ta đều biết năng lượng là gì. Đó là thứ chúng ta gặp mỗi ngày. Bạn sử dụng nó, cảm nhận nó và kinh ngạc trước nó. Năng lượng lan tỏa khắp vũ trụ, điều khiển các định luật tự nhiên. Và cuối cùng, thành phần cần thiết để tạo ra vũ trụ là không gian. Bạn có thể mô tả vũ trụ này bằng nhiều tính từ khác nhau như ngoạn mục, huyền bí, kỳ diệu. Nhưng chắc chắn phổ biến nhất phải là rộng lớn. Không gian là thứ xuất hiện nhiều nhất trong vũ trụ, là yếu tố tiên quyết cho sự hình thành. Và câu hỏi cần phải trả lời hiện tại là tất cả vật chất, năng lượng và không gian từ đâu mà có? Chúng ta không biết được câu trả lời cho đến thế kỷ 20. Câu trả lời tới từ tầm nhìn của một người, nhà khoa học xuất sắc nhất nhân loại từng sản sinh ra, Albert Einstein. Einstein nhận ra một điều khá thú vị. Hai thành phần chính tạo ra vũ trụ gồm năng lượng và vật chất về cơ bản là giống nhau. Nó như hai mặt của một đồng xu. Phương trình nổi tiếng E bằng M nhân C bình phương thể hiện rằng vật chất có thể là một dạng của năng lượng và ngược lại. Như vậy, thay vì ba thành phần, giờ đây ta có thể nói vũ trụ này gồm hai thành phần, năng lượng và không gian. Vậy thì năng lượng và không gian đến từ đâu? Câu trả lời được hé lộ sau hàng thập kỷ nghiên cứu. Năng lượng và không gian được cấu thành từ một sự kiện ngẫu nhiên có tên là vụ nổ Big Bang. Và bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn cách mà năng lượng và không gian được sinh ra. Lý thuyết vụ nổ lớn, thường gọi theo tiếng Anh với cái tên Big Bang, là mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành vũ trụ. Theo lý thuyết này, vụ nổ lớn xảy ra cách đây khoảng 13,8 tỷ năm trước. Do đó con số này cũng được xem là tuổi của vũ trụ tính đến thời điểm hiện tại. Sau giai đoạn sơ khai, vũ trụ ở vào trạng thái cực nóng và đặc, rồi bắt đầu giãn nở nhanh chóng. Khi giãn nở đủ lớn, vũ trụ dần lạnh đi để hình thành nhiều hạt hạ nguyên tử, bao gồm proton, neutron và electron. Tuy những hạt nhân nguyên tử đơn giản có thể hình thành nhanh chóng sau Big Bang, nhưng phải mất hàng nghìn năm sau, các nguyên tử trung hòa điện mới xuất hiện. Thuyết vụ nổ lớn là một lý thuyết khoa học đã được kiểm chứng và được cộng đồng khoa học chấp nhận rộng rãi. Nó đưa ra cách giải thích hoàn thiện về nhiều loại hiện tượng quan sát thấy trong vũ trụ, bao gồm sự có mặt của những nguyên tố nhẹ,
bức xạ nền vi sóng vũ trụ, cấu trúc vĩ mô của vũ trụ và định luật Hubble. Những ý tưởng chính trong vụ nổ lớn bao gồm sự giãn nở của vũ trụ, trạng thái cực nóng lúc sơ khai, sự hình thành của heli và sự hình thành của các thiên hà. Chúng được suy luận ra từ những quan sát này và những quan sát khác độc lập với mọi mô hình vũ trụ học. Các nhà vật lý biết rằng khoảng cách giữa các đám thiên hà đang tăng lên và họ lập luận rằng mọi thứ đã phải ở gần nhau hơn khi trở về quá khứ. Ý tưởng này được xem xét một cách chi tiết khi quay ngược thời gian đến thời điểm vật chất có mật độ và nhiệt độ cực cao. Nhiều máy gia tốc hạt lớn đã được xây dựng nhằm thực hiện các thí nghiệm gần giống với thời điểm sơ khai, mang lại kết quả khả quan thúc đẩy phát triển cho mô hình. Nhưng những máy gia tốc chỉ có mức năng lượng bắn phá hạt giới hạn để có thể nghiên cứu miền năng lượng cao của các hạt cơ bản. Có rất ít manh mối về thời điểm sớm nhất sau sự giãn nở. Do đó, lý thuyết vụ nổ lớn không thể và không có khả năng cung cấp bất kỳ cách giải thích hay miêu tả nào về điểm khởi nguyên. Thay vào đó, nó miêu tả và giải thích sự tiến hóa chung của vũ trụ sau thời điểm đầu tiên ấy. Nhà vũ trụ học và linh mục Georges Lemaître là người đầu tiên đề xuất cái mà sau này trở thành thuyết vụ nổ lớn trong nghiên cứu của ông về giả thuyết về nguyên tử nguyên thủy. Trong nhiều năm, các nhà vật lý dựa trên ý tưởng ban đầu của ông nhằm xây dựng nên các lý thuyết khác nhau và dần dần được tổng hợp lại thành lý thuyết hiện đại. Từng có thời gian, cộng đồng các nhà khoa học chia làm hai nhóm, giữa một bên ủng hộ thuyết vụ nổ lớn và một bên ủng hộ thuyết trạng thái rừng. Nhưng ngày nay, hầu hết các nhà khoa học bị thuyết phục bởi kịch bản của lý thuyết vụ nổ lớn phù hợp nhất với các quan sát đo lường sau khi bức xạ nền vi sóng vũ trụ phát hiện ra vào năm 1964. Từ đó, các nhà thiên văn vật lý đã kết hợp những dữ liệu lớn trong quan sát và đưa thêm những tính toán lý thuyết và mô hình vụ nổ lớn và mô hình tham số của nó hay mô hình lambda CDM trở thành khuôn khổ lý thuyết cho những nghiên cứu hiện đại về vũ trụ học. Nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn quá mơ hồ để ta có thể hiểu được làm cách nào mà năng lượng và không gian được sinh ra. Để dễ hình dung hơn, ta có thể sắp xếp nó theo trình tự thời gian. Vũ trụ nguyên thủy chỉ là một thứ cháo đặc, gồm những hạt quark và electron chuyển động theo một hướng gần với tốc độ của ánh sáng. Tùy theo những va chạm không ngừng diễn ra mà một số hạt hủy lẫn nhau, một số khác lại sinh ra. Trong pha đầu tiên, thứ cháo đó bao gồm các đối tượng lượng tử mang điện tích, quark và phản quark. Rồi thứ cháo đó giàu thêm những hạt và phản hạt nhẹ, được gọi chung là lepton, gồm electron và neutron và những phản hạt của chúng. Một phần triệu giây sau Big Bang, nhiệt độ hạ xuống tới 10.000 tỷ độ Kelvin. Lúc này xuất hiện các hạt năng lượng đầu tiên là proton và neutron nhờ các hạt quark kết hợp với nhau. Rồi các lepton sinh sôi nảy nở rất nhanh, đến lượt chúng chiếm hàng đầu trong vũ trụ. Nhưng vì nở ra nên vũ trụ nguội dần đi. Khi nhiệt độ hạ xuống tới 10 tỷ độ K, thì proton và neutron bắt đầu kết hợp với nhau để tạo thành hạt deuteri. Lúc đó đồng hồ vũ trụ chỉ 1 giây, nhưng năng lượng của các photon vẫn đủ lớn để nhanh chóng phá vỡ hạt nhân đầu tiên đó. Mãi 3 phút sau, khi nhiệt độ hạ xuống tới 1 triệu độ K, thì photon mới không còn khả năng phá vỡ các liên kết hạt nhân. Khi ấy, trong vũ trụ đã có hoạt động hạt nhân rất mạnh, dẫn tới sự hình thành các hạt nguyên tử nhẹ như deuteri, heli 3, lithium 7 và heli 4. 15 phút sau Big Bang, quá trình tổng hợp hạt nhân ban đầu đó mới kết thúc. Nhiệt độ hạ xuống quá thấp, không đủ đảm bảo cho phản ứng hạt nhân xảy ra. 300.000 năm sau, vũ trụ nguội đi xuống dưới 3.000 độ K và trở nên trong suốt. Electron không chuyển động nhanh như trước nữa. Các hạt nhân có thể giữ các electron lại, tạo thành các nguyên tử, tạo ra các viên gạch xây của vũ trụ. Do tương tác giữa photon và các nguyên tử rất nhỏ nên chúng có thể lan truyền tự do. Vật chất, ánh sáng và các loại bức xạ khác tràn xa ngày càng mỏng dần khi vũ trụ giãn nở. Hàng tỷ năm sau, những đám mây khí khổng lồ bắt đầu phân tán. Mỗi đám mây trở thành một thiên hà, rồi dưới tác dụng của lực hấp dẫn hình thành các chòm sao, các vì sao trong khi vũ trụ vẫn tiếp tục mở rộng. Kịch bản thú vị về Big Bang sau này được hỗ trợ bởi 3 dẫn chứng của vật lý thiên văn. Thứ nhất, năm 1929, Hubble chứng minh được sự dịch chuyển có hệ thống trong quang phổ của các thiên hà về phía màu đỏ.
Điều đó chỉ ra rằng chúng đang rời xa chúng ta với tốc độ tỷ lệ với khoảng cách từ chúng ta. Đó là dấu hiệu cho thấy rằng vũ trụ vẫn đang nở ra và không gian trong đó, các thiên hà cùng chuyển động cũng đang nở ra theo thời gian. Thứ hai, năm 1965, Penzias và Wilson khám phá ra luồng bức xạ vô tuyến thể hiện những tính chất giống nhau trong mọi hướng và tương ứng với bức xạ nhiệt của vật đen ở nhiệt độ khoảng 3 độ cả. Điều này phù hợp với giả định về vụ nổ Big Bang bởi bức xạ đó là thông điệp của ánh sáng cổ nhất đến từ vũ trụ ban đầu. Đó là những photon đầu tiên bắt đầu lan truyền tự do sau khi vũ trụ trở nên trong suốt và ánh sáng dịch chuyển về phía những bức sóng lớn. Thứ ba, những năm 1970, các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều nguyên tố nhẹ như deuteri, heli 3, heli 4 và liti 7 trong vũ trụ. Đặc biệt, heli 4 chiếm đến 25% bất kể vùng không gian nào, phù hợp với giả định heli là chất khí sinh ra ở những khoảnh khắc đầu tiên của vụ nổ Big Bang. Từ những năm 1980, với sự phát triển của vật lý hạt nhân và vật lý lý thuyết gắn với nó, người ta giải thích được hai điều khó hiểu còn lại của Big Bang là sự vắng mặt của phản vật chất và không tồn tại sự cong của vũ trụ ở những quy mô lớn. Tuy nhiên, cái điểm không, từ đó mà mọi thứ bắt đầu, thì rõ ràng đối với các nhà khoa học vẫn chỉ là một giấc mơ, vì nó cực kỳ khó đưa ra một giả thuyết, thậm chí nhiều người còn cho là quá sức của kiến thức nhân loại. Đó là thời khắc mà cái lò lửa ban đầu có nhiệt độ 100.000 tỷ 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 độ thì vật chất sẽ diễn biến như thế nào? Trước khi Big Bang bùng phát, thứ gì đã điều khiển hư vô? Theo thang thời gian thì ranh giới cuối cùng của tri thức hiện nay ở vào khoảng 10 đến 43 giây sau vụ nổ lớn. Đó là thời điểm Planck. Chỉ có thể nghiên cứu được điểm đó khi một nhà khoa học thiên tài nào đó đưa ra được lý thuyết về sự hấp dẫn lượng tử. Cái thời điểm không bí hiểm ấy hiện được các nhà khoa học gọi là điểm kỳ dị ban đầu để che giấu sự lúng túng của mình. Có lẽ tạm thời người ta đành phải dựa vào niềm tin tôn giáo chăng? Trong khoảng 10 giây sau khi vụ nổ xảy ra, phải chăng ta phải hỏi Chúa để biết thêm chi tiết? Và như thế, ta lại phải về với Chúa. Nhưng nếu Chúa đã tạo ra khởi nguyên của vũ trụ, vận hành cái hỗn độn trước khi Big Bang xảy ra, thì ai đã tạo ra Chúa? Ai tạo ra Chúa là câu hỏi không chỉ những người không theo Thiên Chúa giáo đặt ra, mà ngay cả những tín hữu lâu năm cũng có lúc thắc mắc trong lòng. Chúa hay Thượng Đế hoặc Đấng Tối Cao là cách gọi phổ thông của hầu hết mọi người về thực thể siêu nhiên quyền năng nhất. Khi những người theo đạo tin lành nói rằng Đức Chúa Trời hay Thiên Chúa tạo dựng nền vũ trụ và con người, một câu hỏi hoàn toàn hợp lý được đặt ra cho họ là ai tạo ra Đức Chúa Trời, Ngài từ đâu đến? Và hầu hết các trường hợp, người đặt câu hỏi không nhận được câu trả lời xác đáng. Vấn đề của câu hỏi này là căn nguyên của vũ trụ, xa hơn là nguyên nhân của mọi sự kiện mà chúng ta có thể gọi tên. Để trả lời câu hỏi này, điều đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận rằng nguyên nhân và kết quả là một quy luật của thế giới vật chất. Tất cả mọi vật chất đều cần có một nguyên nhân. Điều này đúng, ít nhất là thế giới chúng ta hiện tại đang nhận thức được. Khi chúng ta chấp nhận quy luật này, thì mặc định chúng ta chấp nhận rằng vũ trụ hay thế giới vật chất này đã có một nguyên nhân, và nguyên nhân đó không phải là vật chất. Bởi nếu nguyên nhân của vật chất là vật chất, thì câu hỏi lại quay trở lại từ đầu. Nên ngay tại điểm ban đầu của thế giới vật chất, nguyên nhân phải là một điều gì đó không phải là vật chất. Như đã nói ở trên, quy luật nguyên nhân kết quả chỉ đúng với phạm vi thế giới vật chất. Chúa là thần linh, và thần linh không ở dưới quy luật này, cũng như không phải chịu sự quy định của nó. Nếu Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên thế giới vật chất, thì chính Chúa cũng đã tạo nên quy luật này. Tuy khó giải thích, nhưng chúng ta cũng dễ dàng nhận ra có những đặc điểm mà đối tượng này sở hữu, nhưng đối tượng khác lại không. Ví dụ như màu xanh thì chỉ có màu sắc. Nếu chúng ta hỏi màu xanh đến từ đâu, có lẽ câu trả lời sẽ là quang phổ của ánh sáng. Nhưng nếu hỏi mùi của màu sắc đến từ đâu, có lẽ không ai trả lời được, vì màu sắc không có mùi. Như vậy thì tức là Chúa không có nguyên nhân. Cũng vậy, vật chất luôn phải có nguyên nhân, và con người có thể truy nguyên nguồn gốc của vật chất. Nhưng thần linh thì chúng ta không thể biết được, vì chúng ta không thể áp đặt nguyên nhân của vật chất cho thần linh.
thần linh không thuộc vào loại phải có nguyên nhân. Chúa là thần linh. Ngài không có nguyên nhân theo cách hiểu như nguyên nhân của thế giới vật chất. Thứ hai, chúng ta thường tìm kiếm nguyên nhân của một sự vật bằng cách truy ngược thời gian. Bởi vì vật chất vận hành trong dòng chảy của thời gian, nhưng Chúa không có khái niệm thời gian như con người. Thật khó để diễn tả vấn đề này, bởi vì thời gian là hệ quy chiếu của vật chất, và chúng ta chưa bao giờ ở trong tình trạng không có thời gian để biết được nó như thế nào. Chúng ta chẳng biết lúc nào là điểm bắt đầu của thời gian cả. Nếu ai đó đưa ra một thời điểm cho sự khởi đầu, chắc chắn câu hỏi ngay lập tức được đặt ra là: vậy trước thời điểm ấy là gì? Với Chúa, thời gian chỉ có hiện tại. Ngài không có điểm khởi đầu, không có kết thúc. Vì vậy không có một cột mốc đầu tiên nào mà tại đó Chúa được tạo dựng. Kết luận rằng vũ trụ này tồn tại một cách ngẫu nhiên. Ngay cả vụ nổ lớn tại điểm zero của thuyết Big Bang cũng là một sự kiện ngẫu nhiên, là một kết luận hoàn toàn trái ngược với quy luật nhân quả của vật chất như ta đã phân tích rất nhiều ở phần trước. Thế giới vật chất như bản chất của nó cần phải có một nguyên nhân, và nguyên nhân đó không phải là vật chất. Như vậy, rất phù hợp theo niềm tin của những người theo đạo rằng Chúa không hề có nguyên nhân, không phải là hệ quả của bất kỳ nguyên nhân nào. Đấng ấy chính là nguyên nhân của thế giới vật chất này. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đặt ra những câu hỏi khác như: một thế giới vật chất ngẫu nhiên sau một vụ nổ trong tích tắc, liệu có thể trật tự và đẹp đẽ được như vũ trụ hay không? Một sinh vật khôn ngoan như con người đến nỗi có thể tạo ra những trí khôn nhân tạo khác, và sinh vật đó được xuất hiện một cách tình cờ, liệu có phù hợp với những đặc điểm ngẫu nhiên mà thế giới vật chất đang quy định hay không? Vũ trụ rất trật tự. Một trật tự phải được tạo ra bởi một nguyên nhân khôn ngoan và có sắp xếp. Stephen Hawking đã phát biểu rằng vũ trụ không cần nguyên nhân, bởi những định luật tự nhiên đã đủ để hình thành và tạo dựng vũ trụ. Đây thật sự là một phát biểu nức lòng giới vô thần, và những niềm tin của ông, như đã nói ở phần trước, cũng đều thuận theo tự nhiên. Mặc dù vậy, thực tế cho thấy sự trật tự và hoàn hảo của vũ trụ là bởi những định luật tự nhiên. Nhưng những định luật này không thể tự nhiên hình thành và kết hợp hoàn hảo như vậy được. Isaac Newton, nhà vật lý học người Anh, đã tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn, qua đó hình thành nên một quy chiếu cho sự vận động của vũ trụ, lại có một niềm tin khác biệt với Hawking. Một câu chuyện rất nổi tiếng về quan điểm của Isaac Newton về Chúa Trời sáng tạo được kể lại như sau. Tuyên truyền rằng Isaac Newton và Edmund Halley là hai người bạn thân. Halley là nhà thiên văn học đã tìm ra sao chổi Halley và là người không tin vào Chúa. Ông và Isaac thường tranh luận về điều này. Một lần nọ, Newton chế tạo ra một mô hình hệ mặt trời. Chính giữa là một mặt trời mạo vàng, bốn phía đối ứng là trật tự sắp xếp của các hành tinh trong thái dương hệ. Hễ ông kéo cái tay quay, các hành tinh lập tức chuyển động hài hòa theo quỹ đạo của mình, phối hợp cùng với ánh sáng chiếu từ nhiều góc độ vô cùng vi diệu. Một ngày nọ, Halley đến thăm, nhìn thấy mô hình này đã chơi đùa rất lâu, trầm trồ thán phục mãi không thôi, vội hỏi cái này là ai sáng tạo nên. Newton trả lời, cái mô hình này không có ai thiết kế và chế tạo cả, chẳng qua là các mảnh gỗ ngẫu nhiên tập hợp lại với nhau mà hình thành thôi. Halley nói, bất luận thế nào đi nữa thì nhất định là có người sáng tạo nên nó, và người ấy chắc chắn là một thiên tài mà không cần phải nghi ngờ gì cả. Lúc này, Newton vỗ lên vai của Halley và nói, cái mô hình này tuy tinh xảo thật, nhưng nếu đem so với hệ mặt trời thật sự, quả thật nó chẳng là gì cả. Nếu như ông tin rằng có người chế tạo nó, vậy thì hệ mặt trời còn tinh xảo hơn cả 100.000 vạn lần so với mô hình này. Há không phải do Thiên Chúa toàn năng dùng trí tuệ cao siêu của mình sáng tạo nên sao? Ngày nay người ta quên mất rằng Isaac Newton, cha đẻ của định luật, là một nhà thần học đặt trọn niềm tin nơi một Thiên Chúa đầy khôn ngoan đã sáng tạo nên vũ trụ và những định luật vận hành nó. Bạn có thể thấy Chúa có tạo ra vũ trụ hay không sẽ là câu hỏi từ nay và mãi mãi về sau không thể có lời giải chính xác. Bởi vì bạn tin vào điều này, bạn sẽ tìm cách chứng minh nó đúng và phản bác niềm tin của người khác. Tuy nhiên, hy vọng rằng chúng ta có thể tôn trọng niềm tin của nhau, giải thích cho nhau nghe quan điểm của mình trên khía cạnh hợp lý nhất có thể. Khi đó, Chúa có tồn tại hay không và ai đã tạo ra Chúa
sẽ không còn là thứ khiến chúng ta phải đau đầu suy nghĩ nhiều nữa. Và video ngày hôm nay của Vũ Trụ Nguyên Thủy cũng đã đến hồi kết thúc. Về cường thêm mai đại kíp, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.